Mẹ tôi bị viêm khớp nhưng mẹ tôi 70 kg, có ảnh hưởng đến khớp hay không ạ? Năm cái lý do mình cần phải giảm cân khi mà mình bị viêm xương khớp để mà mình duy trì cho sức khỏe của mình cũng như là duy trì các cân nặng của chúng ta hợp lý hơn, và nó giảm nguy cơ mắc phải những cái căn bệnh về tim, về tiểu đường và ung thư. Và khi mà mình bị thừa cân, mình bị béo phì thì nó cũng sẽ tạo ra những các cản trở trong cái quá trình mà mình điều trị viêm khớp. Như vậy thì năm cái lý do vì sao mà chúng ta nên giảm cân để mà mình cải thiện cái chế độ ăn uống và cũng có thể là hỗ trợ trong cái việc là điều trị cái vấn đề về xương khớp. Thứ nhất, giúp giảm đau. Khi mà mình thừa cân và mình béo phì thì nó sẽ gây ra những cái cơn đau do mình bị viêm khớp gối. Khi mà thực hiện giảm cân được khoảng tầm 10 đến 20 phút thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cái tình trạng cơ khớp và mình đi đứng nó dễ dàng hơn và nó đỡ đau khớp hơn và nó giúp cho chúng ta phục hồi cái chức năng ngay tại khớp đó. Và từ đó nó sẽ nâng cao cái tinh thần và cái chất lượng trong cuộc sống. Thứ hai là giảm áp lực lên khớp. Đối với những người mà thừa cân béo phì thì 1 kg cân nặng nó sẽ làm tăng cái áp lực lên cái khớp gối và chịu lực từ 5 đến 8 kg. Và cái áp lực lên cái khớp gối nó ít sẽ giúp tránh đi cái tình trạng hao mòn các cái thành phần bên trong cái khớp gối như là cơ xương và sụn khớp. Và thứ ba là giảm viêm. Các cái chất béo nó có cái vai trò là nó tạo ra và nó giải phóng hóa chất mà nó gây viêm. Và khi mà chất béo thì nó cũng có thể là kích hoặc cái tình trạng viêm bên trong cơ thể của chúng ta và nó làm nặng thêm các cái tình trạng như là viêm khớp dạng thấp nè, viêm đa khớp nè, hoặc là viêm khớp dạng vảy nén. Và thứ tư, giảm nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý khác. Những người mà thừa cân béo phì thường nó sẽ có những cái vấn đề về bệnh tim mạch nè, bệnh về tiểu đường hay là bị ung thư nhiều hơn so với những người mà có cái cân nặng ổn định. Và đối với những người mà thừa cân sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình mà vận động, khiến cho cái khớp của chúng ta nó kém linh hoạt và nó dễ bị cứng cái khớp của chúng ta hơn. Và thứ năm, nó giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Mình đau khớp nó là một trong những cái nguyên nhân phổ biến và nó cản trở cái giấc ngủ của chúng ta, thì nó dẫn tới mất ngủ mãn tính. Mình thực hiện giảm cân á, thì nó cũng sẽ giảm đi cái tình trạng viêm trong cái khớp của chúng ta, thì nó cũng sẽ cải thiện các cái triệu chứng đau, nó sẽ giảm và từ đó nó giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn. Anh chị cô bác mà yêu quý Diễm Thí thì đừng quên nhấn theo dõi kênh Diễm Thí Dược Sĩ Gia Đình trên các nền tảng để mà mình có thể cập nhật thêm những cái thông tin liên quan đến vấn đề về sức khỏe của chúng ta nha.